Xin kính chào quý vị, anh chị và các bạn. Mình là Lan Đoàn, giám đốc sáng kinh doanh công ty Đất Xanh Việt Nam. Hiện tại thì mình đang đứng ở dự án Garden Riverside của chủ tư Unico. Dự án này thì cũng đã hoàn thành về cái phần hạ tầng này kia rồi. Lan cũng có rất là nhiều những cái video về dự án. Dự án này nằm ngay ở mặt tiền của đường DT818. Đường thì đã được khởi công để xây dựng mở rộng. Trục đường này là 15 km nối liền trung tâm thị trấn Thủ Thừa Long An với khu công nghiệp Việt Phát 1800 ha. Và ở đây cái cụm này thì nó sẽ có bên trái là khu công nghiệp Thủ Thừa sẽ là 188 ha. Dự án giai đoạn 1 sẽ là hơn 26 hectare, và dự án giai đoạn 2 nữa chừng cỡ khoảng 20 hectare nữa. Thì nói chung là cái khu vực này là của chủ đầu tư Unico, thì sẽ có khu công nghiệp này, khu đô thị này, và cái khu đô thị hiện hữu này thì nó sẽ đã xây dựng hạ tầng là đầy đủ hết rồi. Cái cây xanh này, đây như cái cây này thì bây giờ đã có tỏa bóng mát rồi. Và nhiều khách hàng đã mua ở đây thì cũng quan tâm đến việc là ở đây hiện tại thì hiện trạng như thế nào, thì Lan cũng xin được quay lại để cho quý khách hàng nắm được về cái hiện trạng hiện tại. Hạ tầng đường xá rất là ok luôn, điện thì là điện âm nước máy, ở đây thì quy hoạch rất là đẹp. Hiện tại thì chưa có trường, chưa có trung tâm hội nghị, nhưng mà ở đây có đầy đủ những quy hoạch về y tế, về trung tâm hội nghị, về trường học. Và ở phía trên là chủ đầu tư ưu tiên cái mặt từ ngoài cổng vào ấy là trả cái tái định cư cho cư dân. Thì đã có rất là nhiều nhà xây và nhiều nhà vào ở rồi, cái tốc độ xây dựng rất là nhanh nhé. Trước Tết là chưa có nhà nào vào ở và bây giờ là đã vào ở rồi đó. Thì cái khu vực này rất rất là tiềm năng và giá rất rẻ luôn, thưa quý vị anh chị và các bạn. Trung bình chỉ khoảng 1,5 tỷ một nền đất, mà bây giờ đi mua đất ở đô thị thì cũng rất rất là khó luôn. Mà từ đây đi về thành phố Hồ Chí Minh thì chỉ chừng cỡ khoảng 40 cây số, và đường rất là thuận tiện, hầu như là không có kẹt xe đâu. Và ở Long An thì các bạn biết đấy, là nó rất nhiều các hệ thống kênh rạch cho nên nó rất là mát. Lan đứng ở đây là bây giờ hiện tại là chừng cỡ khoảng là 10 giờ sáng, nhưng mà có những lúc ấy là làm video ở đây là 12 giờ trưa nhưng mà vẫn gió mát y như này. Và dẫn khách hàng xuống thì hai anh chị cũng đang rất là khen, rất là mát mẻ, không như là đi về miền Đông hay là đi về khu Bình Phước các thứ thì nó sẽ nóng hơn. Ở đây thì rất là mát mẻ, hài hòa, nên Lan tin chắc là với cái khu đô thị như này mà ở cạnh khu hành chính mới của quận thì của thị trấn Thủ Thừa thì đã được khởi công và bây giờ là đang xây dựng, thì là sẽ có ủy ban rồi là đảng ủy các thứ, các cái cơ quan hành chính của Thủ Thừa họ sẽ về ngay kế bên cái dự án của mình. Và nếu mà quý khách sở hữu cái sản phẩm ở đây mà về đây ở nhá, nếu mà ai về đây ở nhá, là ra cổng là có cây xăng luôn. Và rẽ phải là mình sang đi bộ sang giải quyết các thủ tục hành chính luôn. Các cháu nhỏ là có thể học luôn ở trong khu vực này cũng được. Còn hiện tại ấy, thì cái trung tâm của Thủ Thừa thì nó sẽ đi theo cái đường này chừng cỡ khoảng hơn 1 km là vào đến trung tâm của huyện Thủ Thừa rồi. Và chéo chéo đây nếu mà theo đường chim bay thì chỉ cỡ khoảng mấy trăm mét thôi là mình đến bệnh viện, trường học, công an các thứ của thị trấn Thủ Thừa. Nên quý vị anh chị và các bạn đang có cái nhu cầu mà quan tâm đến bất động sản, đặc biệt đất nền mà có sổ rồi, những cái chủ đầu tư uy tín và có thể là sang nhượng sớm hoặc là xây nhà ở sớm, thì cứ liên hệ với Lan Đoàn theo số điện thoại 0936952636 hoặc 0946072678. Hãy đăng ký kênh của Lan Đoàn để được tư vấn và được hỗ trợ về pháp lý cũng như là về ngân hàng. Đặc biệt dự án này đang hỗ trợ miễn lãi trong vòng 12 tháng mua đất nền mà được hỗ trợ miễn lãi và được những cái phần chiết khấu rất là lớn của chủ đầu tư, thì hãy liên hệ với Lan Đoàn. Lan Đoàn sẽ lập tức là hỗ trợ tư vấn cho quý vị anh chị và các bạn. Xin cảm ơn.